Cảm nhận của anh Lý Hải ra sao khi được gọi là vua phòng vé, một thế lực điện ảnh Việt Nam? Rất sợ những xưng danh mà ai áp cho mình, bởi vì xưng danh đó nó sẽ đi đôi với áp lực mà Lý Hải rất sợ. Tốt nhất là mình chỉ tốt, làm tốt công việc mình thôi. Chứ đừng rất sợ những cái xưng danh rất là nguy hiểm, rất sợ. Anh có ngại việc mình bị so sánh với người này người kia không? Cũng sợ, rất là sợ. Rất sợ ngại bị so sánh. Bởi vì bản thân Lý Hải không bao giờ mà so sánh ai hết. Khi mà mạng xã hội bây giờ được phát triển rất là lớn thì tranh cãi rất là nhiều, thì Lý Hải rất là ngại va chạm. Mà bản thân Lý Hải thuộc dạng là ít có lên phân bua hay là ít có thích tranh cãi với ai bao giờ. Thì tốt nhất là thôi là mình im. Mà chính vì đó mà nó tạo thành cái thói quen từ nhỏ Lý Hải rồi, chứ không phải tới bây giờ đâu. Từ lúc mà đi học rồi, từ lúc đi học là bạn bè muốn ăn hiếp, muốn chửi lại ok cười rồi xong, hè đi chỗ khác. Khi mà Lý Hải mà thi vào trường nghệ thuật sân khấu 2, bạn bè và ba mẹ anh chị cũng nói trời ơi, cái nghề này đâu có hợp với con đâu, con hiền như thế mà không nói gì để làm sao mà thi vô trường sân khấu 2, là một cái môi trường rất là khác hoàn toàn. Nhưng mà cũng may là lúc khi mà mình thi vào trường sân khấu 2, mình thi kịch câm mình đậu nha, chứ thì mình nói là mình rớt rồi đó. Thì nó trở thành một cái thói quen rồi, mà chính vì thì về thói quen đó mà Lý Hải giữ đến thời buổi sau này, Lý Hải cảm thấy rất là có lợi cho cái gia đình của mình, bởi vì gia đình không bao giờ gây lộn, muốn nói gì nói thoải mái, nói đi. Vậy là mỗi lần có gì là chị Hà có việc nói gì nói. Hà muốn nói gì nói, thích nghe thì nghe, không nghe sách ly cà phê ra chút ngồi. Bởi vì hãy nghĩ là không nên đôi co với một người đang nóng giận hay là đang đại loại vậy. Nói ra thì nhiều lúc mình không kiềm chế cái cảm xúc mình được, thì vô tình làm vô tình làm nó giống như một ảnh tổn thương đến người khác. Lý Hải khi mà tổn thương rồi gặp nhau nó kỳ lắm, gặp mặt nhau nó kỳ lắm.